bạn là nó không có cái nem, cái số là 116, cái hiệu là Rubber Pet Summer nha. Dưới đây không có tên, không có gì hết các bạn. Các bạn order Amazon á, các bạn search cái hiệu này với cái số này, các bạn tìm thử coi còn không. Tại vì em mì mua rất là lâu, em mì để dành đó, nên em mì thấy là bây giờ em mì thấy đã sold out rồi mà không biết có còn lại không. Đây cái hiệu này các bạn. Rồi bây giờ em mì sẽ vẽ màu đen những cái ngón còn lại cho cô khách này nha. Cái hiệu màu đen cũng là cái hiệu là treo polish luôn, em mì mua Amazon luôn nha các bạn, treo polish chứ không phải là treo lịch nha. Các bạn thấy màu đen này sơn rất là đẹp, đen quyền luôn, không có bị chảy, bị nhăn, bị gì hết. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng một cái cọ vẽ like, em mình vẽ những cái ngón này cho cô khách đây. Đây em mình vẽ cái tip nha, những cái mẫu mà popular trên mạng giờ có đem lại cho em mình đây. À. Rồi em mình tô cái màu đen. Cũng giống như cái thiếp nhưng mỗi ngón nó hơi khác nhau. Các bạn biết cái mẫu này bây giờ cũng rất là hot ở trên Pinterest luôn. Bạn thấy nó vậy lại mì tô lại thôi. Cái màu đen này nó cover rất là well các bạn. Nên đây mì chỉ cần sơn đi một nước này thôi. Nhưng mà khi mà đi một nước bạn lưu ý đi cho hơi dày một tí xíu nha. Rồi. Rồi giờ tới ngón cái nè. Rồi. Rồi mình không có vẽ như là cái thiếp bình thường ha. Bây giờ mì xong rồi mì sẽ cho hơi. Rồi mì để móng tay của khách xuống mì cho hơi. Rồi bây giờ qua bên đây cũng vậy. Rồi mì vẽ cái đường cong cong xong rồi mì mới tô lại nha. Bạn có thể làm kiểu dày với bất cứ màu nào cũng được nha. Rồi. Màu một tí xíu nè. Rồi. Nha mì tới ngon ở đây. Mình không cần phải giả đều nha các bạn. Tại những cái mẫu này bây giờ những cái trend của nó vậy. Không cần phải vẽ ngón này nó phải đều giống y như ngón kia, giống bàn tay bên kia. Rồi, điện thoại của ai mà âm tâm. Rồi bây giờ tới ngón cái ha. Rồi, em mì tô lại các bạn hết. Vì em mì không thích dùng cái cọ bự, em mì để cọ vẽ like, em mì vẽ vậy cho nó nhanh á. Rồi các bạn nhớ tô hai bên hông nha, hai bên hông móng cho đều với đầu móng luôn. Rồi bây giờ thì sẽ bỏ cho hơi đây, và mình lay cho hơi. Rồi bây giờ tới cái bước kế tiếp, em mình sẽ dùng cái màu kim tuyến bạc nha. Cái này kim tuyến thường nha các bạn, màu kim tuyến thường. Rồi em mình sẽ đi cái lay. Lai rất là dễ, mình đi cái đường lai hay to to anh chí xíu nha. Rồi em đi xong một đường rồi, mình đi cái đường lai nó cũng hơi giống giống như vậy các bạn, nó hơi ẹo giống giống vậy cho mình cũng. Rồi
mình đi mình nhấp nhấp cái cọ vậy đó cho cái đường ray nó đẹp. Rồi cái món này cũng vậy các bạn thấy không, em mình lấy cái kim tuyến mịn rồi là mì đã xong rồi đó. Đó, các bạn thấy cái đường kim tuyến nó to nó nổi lên rồi. Bây giờ mì hơi bên đây qua đây cũng vậy, các bạn có thể đi bằng màu gô, màu treo hay màu gì cũng được, hết tùy các bạn nha. Ở câu cách này có chọn cái màu kim tuyến thì mì vẽ màu kim tuyến, chứ màu đen này mình đi với màu gô cũng nổi lắm các bạn. Mình đi rồi mình nhúng cái đầu cỏ cho nhâm nhâm ra vậy nè. Mấy cái nhãn mẫu này nhãn mẫu mới nhưng mà cũng rất là dễ làm luôn. Rồi bây giờ ở đây cũng vậy, tại em này không có muốn đi cái đường kim tuyến nó quá nhuyễn nha các bạn, nó nhuyễn quá thì nó không có nổi dữ, em mày muốn đi cái đường kim tuyến nó to to một tí vậy đó. Rồi các bạn thấy rất là sample luôn rồi nha. Rồi bây giờ em mày cho hơ, bây giờ em mày sẽ làm tiếp hai ngón màu đen nha. Em mày sẽ có hai cái gọi giả lai đi kim tuyến nhuyễn nè, nhưng mà to hơn cái lai này với cái màu trắng. Bây giờ em mày sẽ vẽ lên cái ngón này cho cô khách. Bây giờ em mày sẽ bắt nha, em mày sẽ bắt đây một cái chấm kim tuyến ở đây. Đó. Em mình sẽ bắt đây một cái chấm kim tuyến ở đây. Rồi em mình bắt hai cái chấm này ha, mình canh. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng màu trắng để vẽ một cái bông đê xì rất là đơn giản trên cái nền đen này luôn. Cái bông đê xì này vẽ bằng màu thường nha các bạn. Rồi bây giờ em mình chấm đây. Đó. Em chấm từng cánh ra thôi. Rồi một cái bông đê xì. Rồi bây giờ tới cái dưới đây. Rồi mình trở nha các bạn, mình trở sao cho thuận tay. Em mì hai trở. Rồi em mì đây một cánh nên là hai cánh này. Rồi đã mì xong một cái bông này nha. Rồi bây giờ em mì sẽ cho để em mì tí xíu luôn, em mì làm cho xong cái ngón này luôn. Rồi bây giờ em mì sẽ chấm vài cái chấm trắng vô nha các bạn, những cái khoảng trống á em mì sẽ chấm những cái chấm trắng vô. Rồi nè em mì chấm một hai cái chấm trắng điểm lên vậy nè, em mì chấm ra có chấm bự chấm nhỏ nha. Rồi em mì hết rồi, em mì rê chấm nhẹ nhẹ cho nó ra chấm nhỏ. Rồi là em mì đã xong hai cái qua đê xì rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ em mì cho hơi tay bên đây, bây giờ qua cái tay bên đây cũng vậy. Các bạn biết mình muốn thì mình bắt cái nhị hoa trước. Em mày chấm một kim tuyến nhỏ đó là để bắt cái nhị hoa để mình xây mấy cái cánh đó các bạn. Hoa đi xì thì cũng dễ, mình không cần xây cái cánh cho nó đều quá. Các bạn đều được cũng đẹp, mà không đều nó cũng có cái hay của cái không đều các bạn. Tại vì cánh hoa thì ít có bao giờ nó đều rang hết ha. Rồi bây giờ em mày cũng dùng cây cọ giả lai này để chấm cái hoa đi xì luôn. Nhưng mà màu thường mình vẽ lên màu treo vẫn không có sao nha các bạn, không có bị tróc bị gì hết. Bỏ nước bóng lên không có bị lem gì hết. Các bạn cứ tin em mì, nếu mà các bạn dùng đúng cái loại giống em mì nha, cái loại treo với cái loại treo với cái loại màu vẽ thường này thôi. Mà thấy em mì bắt từng cánh ha, bắt từ trong nhị hoa đi ra ha.
Còn bạn nào mà sợ giả màu thường lên màu keo mà nó bị lem á thì các bạn cứ giả màu trắng keo cũng được, không có sao. Đó, bạn thấy không? Mì hay xay, mì giả, mì hay xay cái tay của em mì. Em canh cho cánh hoa nó đều các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình vẽ cái dưới đây. Các bạn cứ chấm từ cái nhĩ chấm ra vậy đó. Cái này mình muốn chấm cái nhĩ làm cái tâm để cho mình dễ xay cái cánh hoa thôi. Còn nếu các bạn nào là xay đều rồi thì không cần chấm nhĩ, xay thẳng luôn rồi bỏ nhĩ sau ha. Nhưng em mày nghĩ là em mày chấm nhĩ trước là cách căn bản để cho mấy bạn dễ vẽ, mấy bạn mới vô nghề đó. Rồi, bây giờ mày chấm cánh hoa ngay đây nè. Rồi là mày đã xong ha. Cái bước kế tiếp thì em mày sẽ chấm vài chấm trắng những cái khoảng trống còn lại nè. Chấm trắng mà muốn đẹp các bạn cũng sẽ chấm bự chấm nhỏ ha, đừng có chấm đều hết. Đó. Chấm nhỏ tí xíu. Rồi, vậy là mình đã xong đó các bạn. Bắt đầu vô mùa xuân rồi là những cô khách rất thích vẽ cái bông đề xì nha các bạn. Tại vì bông đề xì này mình nói nó cũng xưa cũng lâu rồi, nhưng mà tới mùa quay trở lại mùa xuân có nhiều cô khách hay hay đòi vẽ lắm. Cô này có sơn màu đen mà có vẽ bông đề xì nè. Rồi bây giờ em mình sẽ kê hai cái bàn tay cho các bạn coi nó. Mình làm như vậy mình xay cái bông nó tương đối nó rất là đều. Đó, để mì giả tay nha chứ không phải dán nha. Rồi bây giờ mì cho hơi cái bàn tay bên đây. Bây giờ mì bỏ nước bấm nha các bạn. Các bạn coi đây. Khi mà mì nói với các bạn mì giả màu thường ha, cái silver này cũng là màu thường luôn. Mì bỏ nước bấm lên mì kéo nè. Đó. Mì có quẹt nước bấm vô tư quẹt mạnh luôn chứ không phải là quẹt từ từ nha. Nhưng mà cái màu thường giả lai nó không có bị tuôn theo. Rồi bây giờ màu trắng cũng vậy nè. Các bạn nếu các bạn mua cái loại keo đen, cái keo polish này có miệng các bạn xài thì các bạn vẽ các bạn sẽ biết à. Không có bị trôi cái vẽ mà không có bị lem bị gì hết, còn nghĩ thinh. Rồi hôm nay em chia sẻ với các bạn cái video giả thiếp nha, giả thiếp kiểu theo cái kiểu hot trend bây giờ với hai cái bông daisy bắt đầu vô mùa xuân rồi. Bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Em mình thân ái chào các bạn.